Việc hàng loạt ngôi sao, trong đó có nhiều người ở đỉnh cao sự nghiệp, đổ về Ả Rập Xê Út chứng minh lời nói của Cristiano Ronaldo không sai. Cristiano Ronaldo nói hôm 13 tháng 7: "Cristiano đến và tạo ra sức hút, tôi biết sẽ như vậy. Tôi mở đường đến giải Ả Rập Xê Út và bây giờ tất cả các cầu thủ khác đang đến đây." Quả thực chỉ nửa năm sau khi Al Nassr chiêu mộ siêu sao người Bồ Đào Nha, giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út Saudi Pro League chứng kiến làn sóng cầu thủ từ các giải hàng đầu châu Âu đổ bộ. Thương vụ chuyển nhượng Neymar từ PSG đến Al Hilal là thông tin bóng đá nóng nhất trên thế giới trong 48 giờ qua. Để có được chữ ký của siêu sao người Brazil, đội bóng của Ả Rập Xê Út đã phải bỏ ra số tiền lên đến 250 triệu euro. Trong đó 90 triệu euro được thanh toán ngay lập tức cho PSG, chưa gồm phụ phí, còn 160 triệu euro chảy thẳng vào túi tiền của cá nhân Neymar. Đây là bản hợp đồng lớn tiếp theo của câu lạc bộ Al Hilal trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Trước đó họ đã có sự phục vụ của những cái tên đình đám như hậu vệ Kalidou Koulibaly từ Chelsea, cựu đội trưởng Lazio Sergei Milinkovic-Savic và Ruben Neves. Một trong hai kình địch của Al Hilal chính là Al Nassr, nơi Ronaldo đang thi đấu. Sau khi chiêu mộ thành công một trong những tượng đài lớn nhất của bóng đá đương đại, Al Nassr trở thành thỏi nam châm, thu hút thêm rất nhiều ngôi sao, lần lượt Sadio Mane, Alex Telles, Marcelo Brozovic và David Ospina cập bến đội bóng của Ronaldo. Đội bóng chiêu mộ ồ ạt nhất có lẽ là Al Ahly, đội bóng xếp áp chót tại giải Saudi Pro League mùa trước đã chi rất nhiều tiền để thay máu đội hình. Trên hàng công, họ sở hữu bộ ba vẫn đang ở đỉnh cao phong độ là Riyad Mahrez từ Man City 30 triệu euro, Roberto Firmino từ Liverpool chuyển nhượng tự do và Alan Saint-Maximin đến từ Newcastle 27 triệu euro. Ngoài ra còn phải kể đến Edouard Mendy từ Chelsea, Rüdiger Ibanez từ AS Roma và Franck Kessié của Barcelona. Không chịu kém cạnh, câu lạc bộ Al-Ittihad, đương kim vô địch Ả Rập Xê Út cũng gây sốt khi chiêu mộ thành công Karim Benzema, N'Golo Kanté và Fabinho. Saudi Pro League đang vươn mình trở thành một trong những giải đấu đáng chú ý nhất thế giới với sự xuất hiện của Neymar, Cristiano Ronaldo và hàng loạt ngôi sao lớn khác. Sức hút của giải đấu này đối với người hâm mộ trên thế giới không thua kém những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Làn sóng cầu thủ từ châu Âu đổ bộ vào Ả Rập Xê Út gợi lại xu hướng từng xảy ra với bóng đá Trung Quốc trước đây. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là những ngôi sao đến với giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út không hẳn là những cầu thủ hết thời, lớn tuổi, tìm chỗ dạo chơi trong giai đoạn cuối sự nghiệp. Trước khi rời châu Âu, đa số họ vẫn duy trì được phong độ và chứng minh khả năng tiếp tục thi đấu đỉnh cao. Trong vòng một năm, sẽ có nhiều cầu thủ hàng đầu đến Ả Rập Xê Út. Giải đấu này sẽ vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan. Cristiano Ronaldo phát biểu cách đây chưa lâu, sự xuất hiện của siêu sao người Bồ Đào Nha có lẽ là yếu tố quan trọng khiến các câu lạc bộ Ả Rập Xê Út sẵn sàng chi nhiều tiền để mua sắm những ngôi sao đương đại ở châu Âu. Ronaldo có lẽ cũng không sai khi nói rằng giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út có chất lượng tốt hơn MLS, nơi Lionel Messi đang thi đấu. Danh sách những ngôi sao vừa đổ bộ đến Saudi Pro League rõ ràng áp đảo về số lượng và mức độ nổi tiếng so với giải nhà nghề Mỹ. Cristiano Ronaldo một lần nữa chứng minh rằng anh vẫn là tâm điểm chú ý của bóng đá thế giới, kể cả khi chia tay một giải đấu đỉnh cao. Danh tiếng và tầm ảnh hưởng của siêu sao người Bồ Đào Nha đủ để tạo nên hoặc thúc đẩy việc hình thành một môi trường khác có sức hút lớn. Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023 ở châu Âu chưa kết thúc, chuyến bay đưa các ngôi sao rời lục địa già đến Ả Rập Xê Út vẫn chờ đợi những vị khách tiếp theo. Aymeric Laporte, nhà vô địch Champions League cùng Man City, nhiều khả năng là cái tên sắp gia nhập đội bóng của Ronaldo. Video đến đây là hết rồi, bạn có thích video này không? Nếu thấy hay, hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!